Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiến công lẫy lừng, Đại tá Đinh Văn Nơi lại bị vắt chanh bỏ vỏ. Đã là tư lệnh của ngành công an của một tỉnh thì không thể thoái thác nhiệm vụ. Và ông Đinh Văn Nơi là người làm điều đó rất tốt. Ở trong ngành công an và quân đội, dũng tướng chưa hẳn là tiến thân tốt. Vì ngoài chiến công để leo cao, người ta còn phải nịnh nọt tạo mối quan hệ bằng cách này hay cách khác để được cất nhắc. Có hai cách để một đại tá công an tiến về trung ương. Thứ nhất, làm đẹp thành tích với chiến công lẫy lừng. Thứ nhì, dựa vào mối quan hệ hoặc thậm chí là hạt giống đỏ. Vào ngày 9 tháng Giêng năm 2005, ông lúc đó, ông Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã từng là tay ngang được phong lên làm đại tướng để hợp thức hóa chức Bộ trưởng Bộ Công an mà ông đang nắm trong tay. Đây là hình ảnh đại tá Đinh Văn Nơi. Ông Đinh Văn Nơi vốn là một sĩ quan công an với chiến công lẫy lừng, nhưng tới nay ông vẫn chưa có cấp hàm đến cấp tướng. Đây là một bất công rất lớn, trong khi đó trong quá khứ ông Lê Hồng Anh chẳng có thành tích gì trong ngành công an nhưng vẫn hốt chiếc ghế bộ trưởng trước sự bất lực của các tướng lẫy lừng trong bộ công an khi đó. Như tờ Thời báo .d đã phân tích, mẫu người như đại tá Đinh Văn Nơi và Nguyễn Bá Thanh là mẫu dũng tướng, thích hợp với vai trò công cụ chính trị hơn là những con người làm chính trị giỏi. Trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, những con người làm chính trị giỏi là những kẻ cơ hội, lươn lẹo, thủ đoạn hiểm và ủ mưu giỏi. Mẫu người như Đinh Văn Nơi là mẫu người ăn ngay nói thẳng, rất khó có thể lên được những vị trí cao. Có người thì so sánh ông Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Bá Thanh. Hai ông này đều là cánh tay đắc lực của ông Tổng Bí Thư, thời kỳ đầu nắm chức vụ cao nhất trong đảng. Ông Nguyễn Bá Thanh là dũng tướng, ăn ngay nói thẳng, không ngại đối đầu với thế lực mạnh mẽ nào. Riêng Vương Đình Huệ là mẫu người thâm hiểm, ăn nói giữ kẽ và né tránh động chạm tới các thế lực lớn. Kết quả là Nguyễn Bá Thanh đã được ông Tổng dùng làm công cụ để tìm kiếm sai phạm truất phế Nguyễn Tấn Dũng, và hậu quả với Nguyễn Bá Thanh là quá thảm khốc với cái chết hết sức bí hiểm. Đây là hình ảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam hiện nay. Có người nói rằng nếu ông Nguyễn Bá Thanh không mất mạng thì ông Vương Đình Huệ không có cơ hội để tiến thân leo cao như đến hôm nay. Ông Vương Đình Huệ là người né tránh đối đầu nên trong vấn đề tranh đấu để lên cao trong nhóm thuộc hạ của ông Tổng, Vương Đình Huệ không đủ sức cạnh tranh. Tuy nhiên lịch sử cho thấy hầu hết những dũng tướng đều gánh những thiệt thòi rất lớn về cuối đời. Trở lại với vấn đề là Đinh Văn Nơi, ông Nơi trong tay ông Tô Lâm không khác gì ông Nguyễn Bá Thanh trong tay ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, về vị thế trên chính trường, ông Nơi còn rất thấp, chưa đủ tầm như ông Nguyễn Bá Thanh. Về con người giữa ông Tổng Trọng và ông Tô Lâm thì mọi ưu việt đều dồn cho ông Tổng cả. Ông Tô Lâm là dũng tướng võ biển. Ông Tô Lâm rất nhẫn tâm, rất ác độc, nhưng về mưu kế thì gần như ông không có. Ông Trọng đã dùng người có giao nhiệm vụ thì có thưởng và điều kiện là hoàn thành tốt công việc. Ông Vương Đình Huệ không có thành tích gì nổi trật, nhưng ông cũng khôn ngoan né tránh những điều cấm kỵ của ông Tổng Bí Thư. Thế là ông tiến thân vì được ông Tổng nâng đỡ. Tuy nhiên với ông Tô Lâm thì không phải như vậy. Ông đã dùng Đinh Văn Nơi chỉ cốt để thực hiện nhiệm vụ khó khăn cho ông. Và sau đó có thể ông sẽ vứt công cụ không thường tiếc. Đây là hình ảnh ở Quảng Ninh, liệu ông Đinh Văn Nơi có khó đảm bảo thành tích tốt đẹp hay không? Người ta nói rằng thà làm lính cho người như ông Tổng thì cơ hội lên rõ rệt, chứ làm lính cho Tô Lâm thì rất khó có thể đạt được đến như vậy. Nếu thấy hết giá trị lợi dụng thì ông Tô Lâm có thể sẽ bỏ rơi. Đó là cách đánh giá con người ông Tô Lâm của một số người có uy tín và biết trong ngành công an. Tiến thân về nhiều cách nhưng Đinh Văn Nơi chỉ có một cách là lập công. Và vì không có cách lựa chọn nào khác nên ông phải chiến đấu. Chính sự mạnh mẽ đó cũng sẽ mang lại cho ông những thức bật về sau nếu ông làm tốt nhiệm vụ mà ông Tô Lâm đã giao. Còn nếu vì lý do nào đó mà ông không làm nổi thì ông sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ. Đó là điều khó tránh khỏi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị ra tối hậu thư, Chủ tịch Phúc quyết chiến tới cùng. Vào ngày 8 tháng 9, ông Võ Văn Thưởng,
Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay mặt Bộ Chính trị của Đảng ký văn bản thông báo số 20TB về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đáng chú ý, trong thông báo có 20 đề cập đến việc đề xuất đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương phân công bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi những người này bị kỷ luật. Đây là tờ trình số 02 vào ngày 10 tháng 8 năm 2022. Trong đó, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Đây là hình ảnh tối hậu thư đã được ban ra. Thông báo này ban ra chỉ còn cách hội nghị Trung ương 6 sắp tới khoảng chừng một tháng. Nhiều người có ý kiến cho rằng đây là lời tấu hội thư mà phía ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bởi ông Nguyễn Xuân Phúc đang vướng vào tiêu cực tại vụ Việt Á do phu nhân của ông gây ra. Và đây là cái cớ tốt nhất để ông Tổng thưởng công cho thuộc hạ trung thành là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin và phân tích, trong ba chân trụ đang chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư thì chân trụ Chủ tịch nước đang là yếu nhất. Chân trụ này vốn không có thực quyền, đã vậy ông Chủ tịch Phúc còn dính đến tiêu cực lớn nên rất khó có thể giữ lại cái ghế này cho mình. Đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, việc giữ được chiếc ghế Chủ tịch nước sau Hội nghị Trung ương 6 đã là thành công rồi, chứ đừng nói gì đến việc tranh giành chiếc ghế với ông Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư. Đây là chiếc ghế rất quan trọng mà hai người này đang cố tình ngấp nghé. Theo như thông tin chúng tôi có được thì hiện nay ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang bị áp lực khủng khiếp. Phía kèo trên đang đưa ra điều kiện, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc tự nguyện xin nghỉ vì lý do sức khỏe hay lý do nào đấy, miễn sao hợp lý thì gia đình ông được an toàn, được giữ lấy tài sản khổng lồ mà bao nhiêu năm qua họ đã làm ra dựa trên danh tiếng của ông, đó là những tài sản bất minh. Còn nếu ông Chủ tịch Phúc quyết định ở lại thì những gì mà vợ và con ông có được không thể đảm bảo. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang đã từ lâu rất cứng đầu nhưng cuối cùng cũng có cái chết hết sức bí ẩn. Thông báo 20 là một văn bản được lìa ra để hù dọa ông Chủ tịch nước và cũng là để hù những quan chức cấp thấp hơn. Có một số người đánh giá rằng thông báo này hù dọa các cấp thấp siêu chứ chưa chắc gì hù dọa được cá mập Nguyễn Xuân Phúc cả. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người làm chính trị thức thời, ông không trung thành với ai lâu dài cả. Ông có thể ngả sang ông Nguyễn Tấn Dũng nếu ông Nguyễn Tấn Dũng mạnh, và ông cũng có thể chiều lòng ông Tổng nếu ông Tổng mạnh lên. Đừng thấy bề ngoài ăn nói nhanh hề mà coi thường ông Chủ tịch Phúc là sai lầm. Như Thời báo.de đã có thông tin, giới quan chức trong Bộ Chính trị không ai coi thường ông Phúc cả, vì họ biết con người ông rất thâm hiểm so với bề ngoài của ông. Còn một tháng nữa, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ chiến chiếc ghế để giữ. Nếu chống lại thì ông sẽ buông, còn nếu ông nhắm được trụ thì ông sẽ trụ. Hiện nay, thế và lực của ông Chủ tịch nước đều đang yếu nên khả năng ông sẽ bị ép phải rời chiếc ghế, được người ta trông đợi hơn. Tuy nhiên, người Việt Nam có câu 30 chưa phải là Tết. Chính trường Việt Nam là nơi hung hiểm. Ở vị trí tứ trụ sẽ không bị truy tố khai trừ ra khỏi đảng, mà là loại trừ nhau bằng hình thức khốc liệt hơn rất nhiều. Ông Trần Đại Quang đã từng nghĩ ông có những tay chân ở Bộ Công an nên không chịu rời ghế, và cái kết của ông thật bi thảm. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có trụ nổi hay không đang là câu hỏi rất lớn được đặt ra. Nếu đem ông Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc thì mỗi ông có một cái lợi thế riêng. Về nhãn quan chính trị, ông Trần Đại Quang không bằng ông Nguyễn Xuân Phúc, còn về thế lực hậu thuẫn thì ông Trần Đại Quang có vẻ như mạnh hơn. Ông Quang là tướng võ nên rất cứng đầu, còn ông Phúc thì uyển chuyển hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hai ông đều giống nhau là ở cửa dưới so với thế lực muốn họ rời ghế. Với ông Phúc thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem vào thời gian tới.